Hello, xin chào thầy các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 27 tháng 1 năm 2021. Và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn thể lên YouTube nhá. Đây các bạn có thể lên đây. Các bạn lên YouTube này. Đấy, các bạn có thể lên YouTube, các bạn gõ kênh là, các bạn tìm kênh là Triệu Phú TV nhá. Đấy ạ. Đấy, kênh mình là được là gần 56.000 lượt sắp. Đây các bạn kích vào kênh Triệu Phú TV này. Đây các bạn kích vào video này. Đấy, rất nhiều điện thoại cũ xả Tết, điện thoại cũ giá rẻ này cho các bạn xem và lựa chọn các bạn nhé. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì là mong các bạn là ủng hộ và chia sẻ thật nhiều những sản phẩm điện thoại bên mình. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được là con Oppo này, là con Oppo F5. Đây. Con Oppo F5, con này thì hôm nay vừa mới thâu lại của khách xong. Con Oppo F5 này thì là đây. Đấy, phiên bản con này là RAM 4GB nhá. Đấy, con Oppo F5 là RAM 4GB này. Bộ nhớ trong con này là 32GB. Đấy. Pin con này là pin hơn 3K. Màn hình con này thì màn hình của nó là 6 inch, hơn 6 inch các bạn nhé. Ngoại hình thì là đây, kiểu cái lưng này chỉ dính các cái bùn ốp thôi các bạn nhé. Đấy. Đây. Nói được cái là nó RAM 4GB. Con Oppo F5 này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.600.000 cho bạn nhé. Đây. Đây, lưng nó chỉ dính theo cái mũ ốp thôi. Đấy. Hoặc con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1.600.000 nhá. Con Oppo này, F5 này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 1.600.000, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F5 này các bạn hàm liệu sớm nhất nhé. Đấy, mình sẽ tặng kèm một cái ốp này nhá. Này, có phải kiểu mình mua thầu khách mà. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được là S8 này, Samsung S8 thì hôm nay nhà mình về được Samsung S8 này. S8 này nhà mình về được tất cả là 5 cây các bạn nhé. Đấy, buổi tối ngày hôm nay về được 5 cây Samsung S8. Nói chung là S8 này các bạn mua thì các bạn mua những sản phẩm S8 này rất dùng rất là sướng luôn. Tại vì thứ nhất là cái loa của nó nghe, cái loa của nó các bạn nghe nha. Cái đây nó có đồng hồ, thứ nhất là có đồng hồ chờ này. Rất là hay ở Samsung S8 đấy. Các bạn gõ đây thôi nó sẽ sáng màn hình. Đấy. Này. Đấy, S8 đốm nhá. Hôm nay nhà mình về đốm nhẹ này. Này, màu mận chín này, thích này. Đây màu mận chín này. Đấy. Đây. S8 thì mình sẽ nói sơ qua qua cấu hình cho các bạn. Cấu hình con S8 này là con này là RAM 4GB này. Đấy, S8 là RAM, phiên bản nó là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền 5,8 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Đấy, có S8 nhà mình, tất cả nhà mình đều là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng đây. Tất cả các Samsung S8 nhà mình đều là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng đây. Đấy. Tất cả nhà mình đều là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Đấy, nay mình về 5 cây. Nói chung là các bạn mà mua những sản phẩm Samsung S8 thì các bạn cực kỳ là sướng. Tại vì thứ nhất là cái loa nó nghe cực kỳ là hay. Và thứ hai là cái loa nghe gọi của bạn rất là to, rõ là to nhé. Đây, thì mình sẽ kết nối wifi. Mình sẽ là kết nối wifi này. Mình sẽ nghe nhạc xem phim 2K, 4K, 8K cho bạn lựa chọn nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy. Màn hình 2K các bạn quay phim chụp ảnh thì nó thật khỏi tuyệt vời luôn. Đây. Các bạn xem màn hình cực kỳ sắc nét luôn. Đây. Loa nghe quá là hay luôn. Đây. Đấy, nghe nhạc cực kỳ là phê các bạn nhé. Đấy, màn hình 2K. Các bạn xem hình ảnh cực kỳ là tuyệt vời, không lóa mờ hay góc các kiểu gì các bạn nhé. Đấy. Đấy, và sản phẩm Samsung S8 này thì mình sẽ thanh lý giá rẻ từng con một chi tiết cho các bạn. Đây. Con đầu tiên là con này là con màu mận chín này. Đây. Màu mận chín thì là ngoại hình thì là đây. Đây màu mận chín này, ngoại hình thì con này thì có máy còn 90, trên 90%. Thì là tình trạng con này thì là màn hình của nó thì là hơi ám nhẹ một chút thôi nhé. Này con này thì là cực nhẹ một chút thôi. Đây hơi ám nhẹ một chút. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 này các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại. Một là 0966 221 789. Số này thì mình dùng Zalo luôn các bạn nhé. Và số thứ hai là 0833 221 789. Đấy. Đấy. Và giờ làm việc thì mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối. Thì là mong các bạn đừng gọi mình sớm quá, nó mượn quá các bạn nhé. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi, các bạn chuyển khoản trước ấy, thì mình sẽ free ship cho các bạn.
Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗi đổi mùa 1 tuần và bảo hành 6 tháng, nên các bạn yên tâm nhé. Samsung S8 màu mận 9 đầu tiên thì là con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3 triệu đồng. Con này thì màn hình của nó hơi ám nhẹ một chút. Đây, 3 triệu đồng các bạn nhé. Bản Hàn, 2 SIM, 2 sóng. Đấy, rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Và đây địa chỉ cửa hàng mình. Gần các bạn có thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu, trao đổi và mua bán. Ở xa mình có ship nên các bạn yên tâm nhé. Đây, và con thứ hai này là con này là bị đốm này. Đấy. Con này thì bị đốm góc này đấy nhá. Đốm nhỏ góc này thôi. Cũng là màu mận chín đấy ạ. Đấy. Đấy. Màu mận chín, máy đẹp lên keng sáng beng luôn. Chỉ đốm góc nhỏ bên này thôi. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu 6 nhá. Đấy. Con đốm này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu 6 đấy ạ. Đấy, màn hình không ám nhá. Chỉ bị đốm chỗ tí này thôi. Mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu 6 các bạn nhá. Và con thứ ba này, đây. Đây, và con thứ ba thì là màn hình của nó cũng là đốm góc này thôi này. Đấy, đốm con thứ ba đốm với chấm tí góc này. Đây, đốm với tí với chấm góc này cho các bạn nhé. Đấy, màn hình đẹp không ám. Đây, chỉ đốm tí chấm góc này. Thì mình cũng thanh lý bạn với giá là 2 triệu 6 các bạn nhé. Màu đen này cũng là 2 triệu 6 cho bạn luôn. Đấy, lựa chọn luôn. Rất là rẻ. Và con này là con thứ tư này. Đây, thứ tư. Đấy, cũng là chấm một tí đây thôi các bạn nhé. Đấy. Đây, một tư thì là chấm một tí đấy thôi các bạn nhé. Màn hình con này thì nó hơi ám nhẹ một chút. Thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu rưỡi nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu rưỡi các bạn nhé. Đấy, mình sẽ thanh lý bạn giá là 2 triệu 500k. Con S8 này, thứ tư này là 2 triệu 500k cho các bạn nhé. Chấm mờ tí đấy thôi này. Đấy, 2 triệu 500k các bạn nhé. Đây, và con này là con gì nhỉ? Và con này là con... Đây thì mình sẽ thanh lý giá rẻ cho con này. Đây. Và con này thì là màn hình của nó thì là màn hình đấy. Không ám các bạn nhé. Đây ạ. Con này thì là màn hình của nó thì là không đốm hay không ám gì. À không đốm nhá. Con này thì là màn hình của nó thì là không đốm này. Đây. Con này thì là màn hình của nó không đốm nhá. Con này là chỉ gọi là hơi ám nhẹ thôi. Này. Gọi là chỉ hơi ám nhẹ thôi. Đấy. Hơi ám nhẹ thôi. Con này thì mình cũng xả cho bạn với giá là 3 triệu đồng nhá. Con này thì mình cũng xả cho bạn giá cho bạn 3 triệu đồng đây ạ. Này. Nó giống với con mận chín này. Đây, mình sẽ xả hai con này thì bằng giá nhau nhá. Đây ạ. Đấy, màn hình con này thì ám nhẹ thôi. Thì mình sẽ xả cho bạn đồng giá là 3 triệu đồng nhá. Tất cả là bản Hàn, 2 SIM, 2 sóng. Các bạn mua S8 này các bạn dùng cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, rất là ok các bạn này. S8 này. Đấy. Nói chung là các bạn mua những sản phẩm này dùng loa cực kỳ to luôn. Đấy. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 thì các bạn nhá, hàng này sớm nhất nhá. Đấy. Rất là rẻ cho các bạn. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này, con Samsung Z7 Prime. Z7 Prime thì con này là bản công ty này. Đấy. Đây. Mình về được con này, con Samsung Z7 Prime bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Pin con này là pin hơn 3K. Màn hình của nó là 5,5 inch. Thì là ngoại hình thì con này máy còn 90/90%. Mặt sau khách vẫn còn dán ni lông này. Nguyên máy luôn. Mặt trước thì khách dán cực lực, rất dùng khách này, khách nữ. Xài rất cẩn thận các bạn nhé. Con Samsung Z7 Prime màu đen này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1 triệu 600k cho bạn nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1 triệu 600k. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, 1 triệu 6 các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được gì nhỉ? Hai con A8 2018 đấy ạ. Đây, Samsung A8 2018 thì hôm nay nhà mình về được 2 chiếc. Hai con này đều nhà mình đều là bản Hàn này, 1 SIM nhé. Hai con Samsung A8 của nhà mình là bản Hàn 1 SIM. Cấu hình con A8 2018 này thì là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình của nó là 5,6 inch. Màn hình hai con này thì là đẹp keng nhé. Không ám mố hay không lưu ảnh gì. Đây ạ. Đây. Hai con này đẹp keng. RAM 4, bộ nhớ 32GB. Chạy cực kỳ là mượt nhé. Bản Hàn 1 SIM. Dùng rất là thích các bạn nhé. Đấy, ngoại hình thì là máy còn 90/90%. Đây ạ. Đấy, hai con này thì là nhập nguyên chiếc từ bên Hàn về các bạn nhé. Bọn này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu 400k các bạn nhé. Đấy nhá, bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này các bạn nhận hàng về sớm nhất nhá.
2.400k cho các bạn nhé. 2.400k cho các bạn nhé. Đấy. Đây, nhà mình được một đôi nhá, một chiếc màu xanh này và một chiếc màu gold này các bạn nhá. Máy đẹp lên keng xà beng luôn. Đấy, và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Samsung Lot 9 nhá. Đây thì mình sẽ xem cho các bạn nhá. Đấy, Samsung Lot 9, con này là bản Hàn này, 2 SIM máy sóng. Thì mình sẽ xem thông số cấu hình cho các bạn nhá. Con này thì là mình sẽ xem của nó là RAM bao nhiêu GB các bạn nhá. Đấy ạ. RAM của Lot 9 này là RAM 6GB này. Mình sẽ xem con này là bộ nhớ bao nhiêu GB nhá. Con này là bộ nhớ là 128GB nhá. Màn hình của Lot 9 này, màn hình của nó là 6,4 inch này. Tràn viền 6,4 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K nhá. Các bạn xem phim 4K, 8K cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đây. Đây, màn hình của nó là 2K. Cực kỳ là sắc nét luôn nhá. Đây. Đây ạ. Đấy. Đấy. Quá là sắc nét luôn. Đây mình so với màn hình của iPhone 12 thì cũng không chênh là bao nhiêu. Đấy, iPhone 12 đây. Đây, con iPhone 12 này thì không chênh là bao nhiêu các bạn. Đây, mỗi cái nó có tỷ lệ nó đẹp khác nhau đây. Đấy. Màn hình Samsung còn sáng nét hơn. Đây. Đấy, màn hình của nó iPhone đây, iPhone 12 đấy các bạn nhá. Đây là iPhone 12 này. Đấy. Màn hình con Samsung mình nhìn nó còn nét hơn cơ. Đây. Bé tí hạt tiêu mấy chục triệu. Đây, con iPhone Samsung mình nhìn của nó nét hơn các bạn. Đấy. Đấy, mà giá cực kỳ là rẻ các bạn nhá. À, hôm nay thì mình về con này là màu gì nhỉ? Tím nhá. Nó chín này màu tím này. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Máy con này thì là máy đẹp len keng xà beng nhá. Đấy ạ. Đây, ngoại hình con máy chữ 90 trên 90%. Đấy. Đấy. RAM 6, bộ nhớ trong 128GB. Con này thì là màn hình đẹp keng nhá. Không ảm màu hay không lưu ảnh gì. Đấy ạ. Đấy. Bên mình đang thanh lý bạn giá là 6 triệu đồng các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 9 màu tím này các bạn nhá, hàng liệt sớm nhất nhá. Con này thì bên mình đang xả cho bạn với giá là 6 triệu đồng luôn. Đây mình sẽ so thử cái cam iPhone 12 của mình đang dùng này xem là như thế nào. Đấy. Đấy. Đấy, cam không khác biệt gì nhau các bạn nhá. Con này thì nó nghiêng về có như là màu tối màu hơn một tí, nhưng con Lot 9 nó rất cực kỳ là sáng nhá. Đấy. iPhone 12 thì lại không có cái bút. Đây, Lot 9 nó có cái bút này. Các bạn chỉ cần bấm bút là sẽ chụp ảnh được nhé. Đây. iPhone 12 thì nó không có tính năng này. Đấy, tuy là đời đầu nhưng mà nó có hỗ trợ cái bút này. Bấm chụp ảnh rất là sướng các bạn nhé. Đấy, iPhone 12 thì chịu được các bạn nhá. Đấy, màn hình đẹp keng này, không ảm ố luôn. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 này các bạn nhà hàng được sớm nhất nhá. Đây. Một là qua Zalo, hai là các bạn ưu tiên các bạn liên hệ trực tiếp con số hạn mình nhá. Gần các bạn thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để là giao chi lưu trao đổi mua bán. Và ở xa mình có ship và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗ được một tuần vài 6 tháng bạn yên tâm nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại vào clip tối ngày mai các bạn nhá.